xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Dạy Gôn trên truyền hình. Tôi là Nguyễn Việt Thắng, đến từ Học viện Gôn Sài Gòn Golf Academy. Hôm nay cùng với người bạn đồng hành của tôi, anh Bon. Chào Bon. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những ảnh hưởng của việc chuyển động của tay sẽ làm thế mặt gậy thay đổi như thế nào và dẫn tới đường bóng sẽ thay đổi ra làm sao. Thực ra đây là một cái phần chuyển động khá là phức tạp và nó ảnh hưởng đến đường swing chúng ta theo những cái cách rất là ít khi chúng ta để ý đến. Đầu tiên chúng ta xem một cú đánh tốt, chúng ta sẽ phải tiếp xúc với bóng mà chúng ta hay gọi là đường mặt gậy tương tác vu góc với cả trái bóng, đúng không ạ? Vu góc với trái bóng. Tuy nhiên trong cái quá trình chúng ta swing nó rất là nhiều thao tác, rất là nhiều cái phần chuyển động và nó phức tạp, nó sẽ làm cho cái mặt gậy này thay đổi theo những cách rất là khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ anh Bon hãy giúp chúng tôi có một cái cú setup chuẩn. Ok, chúng ta thấy rằng là khi anh Bon setup thì mặt gậy vuông góc với cả hướng mục tiêu. Và chúng ta hy vọng là chúng ta có thể đánh một cú với cái mặt gậy tương tác với trái bóng theo cái đường vuông góc như thế này. Đó. Thế nhưng mà trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cái chuyển động của phần tay. Đây là khi chúng ta setup, chúng ta thấy rằng là cái bàn tay, cổ tay của anh Bon nó sẽ có một cái phần gấp khúc nhỏ như thế này. Nếu giả sử trong quá trình chúng ta lên gậy và cái tay này của anh ấy xoay sang hướng này, đó, thì chúng ta sẽ thấy phần này nó phẳng dần ra. Và khi lên đến đỉnh backswing, chúng ta thường có một cái phần giữa cái bàn tay và cổ tay chúng ta gọi là tương đối phẳng. Tuy nhiên cái sự phẳng này nó cũng dẫn đến một cái chuyện, đó là cái mặt gậy của chúng ta nó sẽ mở ra. Chúng ta thấy rằng khi mà setup mặt gậy vuông như thế này, nhưng mà nếu trong quá trình chúng ta lên và tay chúng ta xoay làm phẳng cổ tay chẳng hạn, thì mặt gậy của chúng ta nó sẽ mở. Giả sử chúng ta vẫn tiếp tục mở như thế này và chúng ta quay trở lại xoay vào bóng, đó, chúng ta thấy rằng là rất là có khả năng chúng ta sẽ có một cú bóng mà nó đi hoàn toàn sang phải, hoặc là chúng ta gọi là cú slide. Như vậy đầu tiên các bạn lưu ý rằng cái chuyển động mà chúng ta quay cổ tay hoặc là cẳng tay dưới theo chiều kim đồng hồ như thế này là sẽ làm cho mặt gậy chúng ta mở ra. Rất nhiều golfer chúng ta thậm chí có thói quen là ngay từ khi chúng ta take away, chúng ta đã quay cái cổ tay vào trong rất là nhiều như thế này. Không sao cả, tuy nhiên là chúng ta cũng hình dung rằng là khi đó các bạn sẽ mở cái mặt gậy này ra rất là nhiều, đúng không ạ? Dù ít dù nhiều, chúng ta thường thấy là golfer sẽ mở cái mặt gậy ra trong cái quá trình mà chúng ta backswing. Vậy bây giờ nếu trong trường hợp của chúng ta muốn đánh một cú làm sao để cho mặt gậy vuông góc với cả cái đường mục tiêu đánh vào trái bóng và đưa bóng về phía mà chúng ta muốn, thế thì chúng ta sẽ phải có một cái thao tác là chúng ta đóng mặt gậy lại. Thế thì có rất nhiều cách thức xử lý của vận động viên trong cái quá trình này. Người ta có thể làm ngay từ trong cái quá trình mà cái gậy đang đi lên. Chúng ta tưởng tượng là chúng ta backswing và trong cái quá trình mà gậy gần đi lên hết thì chúng ta đã đóng mặt gậy lại. Thì đây là một cách. Ví dụ cách thứ hai là chúng ta có thể là trong quá trình mà chúng ta chuyển tiếp gọi là transition thì chúng ta lại đóng mặt gậy lại. Và cũng có thể có những người đóng cực kỳ chậm ở trong giai đoạn cuối cùng thì người ta sẽ đóng mặt gậy lại. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải đóng mặt gậy lại trong cái quá trình mà chúng ta đưa gậy xuống. Thế thì cái thao tác này nó không hoàn toàn ngược lại với cả cái thao tác ban đầu. Nếu như ban đầu chúng ta xoay cả cái cẳng tay chúng ta khiến cho mặt gậy mở ra, thì trong cái giai đoạn chúng ta đóng cái gậy lại, chúng ta sẽ có chuyển động khá là nhỏ, vi mô hơn ở phần cổ tay chúng ta. Cái thuật ngữ tiếng Anh thì chúng ta gọi nó là supination, tức là chúng ta sẽ dùng cái phần cổ tay và chúng ta hơi vặn, đóng cái mặt gậy này lại. Và như vậy chúng ta sẽ có một cái đoạn xoay người vào rất là nhẹ nhàng, nhờ Bon để cầm hộ tôi. Bây giờ cái mà chúng tôi muốn thử khuyến nghị một phương án với các bạn, đó là bây giờ trong cái quá trình backswing chúng ta đi lên, dù ít dù nhiều chúng ta cũng sẽ mở mặt gậy của chúng ta ra. Và bây giờ để giảm thiểu nhất những sai sót trong cái cú đánh thì chúng ta muốn rằng cái mặt gậy này sẽ được đóng trở lại trước khi mà anh Bon đi qua cái giai đoạn quan trọng nhất. Chúng ta định nghĩa cái giai đoạn từ cái mặt gậy, từ cái đường cán gậy này song song mặt đất ở phía sau các bạn cho đến khi đi qua bóng và đi qua phía trước này, dừng lại vị trí này, stop here.
lưu ý rằng là chúng ta định nghĩa cái vị trí từ song song đằng sau ra đến song song đằng trước là cái mặt phẳng swing. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào phạm vi của mặt phẳng swing này, chúng ta muốn rằng anh Bon sẽ đóng cái mặt gậy trở lại và sau đó anh chỉ việc xoay tròn xung quanh cơ thể và đánh qua quả bóng trong cái mặt phẳng swing này. Yes, ok. Ok, ok. Ok, thank you Bon. Như vậy, trong cái bài học ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu cái câu chuyện rất là quan trọng, đó là cái tương tác giữa cái chuyển động của cổ tay và cái mặt gậy này. Trong cái quá trình mà chúng ta lên gậy, nếu như chúng ta xoay cái cánh tay theo cái chiều kim đồng hồ sẽ làm cho mặt gậy mở ra. Và nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là xoay ngược lại thì chúng ta sẽ có một cú đánh slide. Hoặc là nếu mà chúng ta lại vừa muốn xoay mà chúng ta lại vừa phải đóng cổ tay lại thì đây sẽ là một chuyển động hết sức phức tạp. Cái mà chúng ta muốn rằng là khi mà chúng ta down swing, trước khi mà chúng ta đến cái phần quan trọng của đường swing thì chúng ta hãy đóng cổ tay giúp cho mặt gậy close lại, đóng lại và sau đó chúng ta sẽ việc xoay tròn qua impact. Một cái điều mà thú vị mà có thể có một thời gian chúng tôi sẽ làm kỹ với các bạn, đó là cái mặt phẳng mà từ vị trí gậy song song mặt đất ở phía đằng sau cho đến gậy song song mặt đất ở phần follow through. Cái này thì một số nhà khoa học đã chứng minh đây chính là cái mặt phẳng swing, có thể gọi tên đó là functional swing plane. Trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ có cái cán gậy cũng như cái cẳng tay gần như là nằm trong cùng một mặt phẳng, và cái chúng ta muốn có một cú đánh ổn định đó là chúng ta chỉ có xoay tròn xung quanh impact và đưa gậy lên đó. Thế để làm được việc đó chỉ xoay tròn không thôi, chúng ta phải chuẩn bị cho cái mặt gậy này tốt trước khi mà chúng ta đến giai đoạn quan trọng đó, và chúng ta cần phải vặn cổ tay đóng mặt gậy trở lại. Chúng ta không, cơ bản là không thể làm như thế này. Ví dụ là chúng ta xoay mặt gậy như thế này, thì nếu mà trong quá trình mà chúng ta xuống mà chúng ta lại muốn xoay ngược lại như này thì chúng ta không thể có một cú đánh bình thường được. Đó, thì đấy là cái câu chuyện mà tại sao cái động tác mà chúng ta vặn cái gậy lên thì nó khác, và động tác mà chúng ta đóng mặt gậy lại thì nó lại khác. Ok, you help me to hit a shot. Oh, nice one. Nice job. Thank you, thank you. Như vậy là trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi đã trình bày với các bạn cái sự liên quan của phần cổ tay và mặt gậy. Chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ làm sao cho mặt gậy trở lại vị trí vuông góc trước khi chúng ta xoay tròn qua vị trí impact. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái phần chúng tôi trình bày ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái chương trình sau. Tôi là Nguyễn Việt Thắng đến từ Học viện Gold SCA, và đây là anh Bon đến từ KPGA. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.